kẻ tàn ác chết thảm khốc. Đây quả thực là một sự việc trông rất thê thảm, không ai dám nhìn. Ngày xưa, có một viên tri huyện, ngày thường ưa ăn chân vịt và tim dê sống. Khi muốn ăn chân vịt, thì ông sai người nhà đem con vịt bỏ vào trong chảo, rồi đốt lửa ở dưới. Lửa càng lúc càng cháy mạnh, chảo càng lúc càng nóng nhiều hơn. Vịt chịu nóng không thấu, kêu la bi thảm, nhưng viên tri huyện vẫn thản nhiên không chút động lòng. Vì lửa thiêu mạnh nên chân vịt càng lúc càng phồng to. Sau cùng, máu toàn thân dồn về đôi chân và vịt bị chết cháy, trông hình dáng rất thê thảm. Thế rồi, ông sai người nhà đem con dê buộc chặt vào cột trụ, rồi dùng dao khoét da, mổ bụng, đoạn dùng tay móc lấy tim phổi sống của dê, đem dầm vào rượu để làm thức nhấm. Khi ấy, con dê kêu là be be, trông rất thảm thương. Bấy lâu nay, viên quan huyện này đã giết hại và ăn thịt hết bao nhiêu con vịt và dê thì không ai biết. Rồi một ngày kia, có một người bạn văn sĩ đến khuyến cáo ông không nên sát sinh. Không những ông không mà nghe mà còn trách cứ người ấy. Văn sĩ liền bảo, ông sắp mang bệnh hiểm nghèo rồi chết đó. Nói xong liền bỏ đi. Quả nhiên không lâu sau đó, quan huyện mắc ác tật, bèn cho người đi khắp nơi tìm kiếm danh y, nhưng không một ai có thể chữa được chứng bệnh ngặt nghèo ấy. Thế rồi, chỉ một thời gian ngắn căn bệnh quái ác ấy hoành hành, ông đã trút hơi thở cuối cùng, mùi hôi thối xông lên thấu tận trời xanh. Cái chết thê thảm đáng sợ. Vào năm Ung Chính thứ 10 đời Thanh, tại huyện Quỳ Hưng, có một người họ Ngụy, vốn là dân du mục, vô nghề nghiệp, chuyên nghề bắn súng, rất giỏi bắt chim. Những con chim bắt được, ông đem đi bán hoặc giết dầm rượu vô số kể. Ông cũng ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc độc để suốt cá, mỗi lần bắt được hàng mấy chục ký. Hoặc là y phá hủy ổ chim, không có việc ác nào mà y không làm. Có người thấy thế, khuyên ông, này ông Ngụy, không nên sát sinh mà nên cày ruộng hoặc làm một nghề nghiệp chân chính nào đó mới tốt. Ông Ngụy không những không nghe mà trái lại còn oán thiên hạ là lắm chuyện. Lâu ngày chày tháng, tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu dày. Sau cùng, ông mắc một chứng mục độc. Khắp người mọc những bọc nước lớn như trứng bồ câu, mỗi bọc có một cục sắt. Không bao lâu, da tiêu, thịt sữa nằm trên giường kêu la như quỷ rống. Mang bệnh ác nghiệt như thế trong ít ngày rồi chết. Sau khi chết, bỗng có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim sẻ xâm nhập vào nhà tranh nhau ăn thịt. Vợ con biết là oan gia nghiệp báo nên không dám làm hại chúng. Thế là chỉ trong khoảnh khắc, cái thây ma kia chỉ còn lại bộ xương trắng. Sau khi ông chết, hoàn toàn bị tuyệt tự, không một mụn con nối dõi. Kẻ hung tàn bị ác báo. Trong quyển sách Quản Ái Lục của Mãnh Bình Am tiên sinh có kể một câu chuyện như sau. Chủ nhân của quán Thiên Ngư Miến ở vùng Tô Châu chính là Đới Đại Phan. Y vốn là một con người tự tư tự lợi, tàn nhẫn, ưa giết hại. Sự kinh doanh ở hàng quán của y sở dĩ đắt khách hơn so với người khác là vì y có một nghệ thuật nấu nướng rất độc đáo. Y đem lương bỏ vào một cái nắp bằng sắt, rồi đặt cái nắp ấy lên trên nồi, bắc lên bếp chưng. Thế rồi y dùng máu đó trộn với mì, hương vị thật thơm ngon. Đới Đại Phan vừa tính toán vừa cười khanh khách, nói, thu nhập càng ngày càng khấm khá nhỉ? Ba ơi, chúng ta đổi nghề khác đi ba, cái nghề này sao mà tàn nhẫn quá? Đó là lời nói của Đới Hỷ Tính, con trai của y. Cái thằng nhỏ u mê kia chẳng phải tiền vô nườm nượp là gì, còn mong thứ gì nữa. Đi đi, đổi nghề gì nào? Đổi nghề khác thì có được nhiều lợi như thế này không? Toàn là ăn nói hồ đồ. Đới Đại Phan vung tay ra nói với con như vậy. Thế rồi năm tháng trôi qua. Một ngày kia, người cha đi đâu không thấy về. Đới Hỷ Tính men theo bờ sông đi tìm kiếm. Ôi, cha ơi! Hỷ Tính đau đớn kêu thất thanh. Thế là người ta chỉ thấy cái thây của Đới Đại Phan trôi tấp vào bờ, trên thân hàng vạn con lươn đeo bám xung quanh. Trên bờ sông, dần dần vô số người kéo nhau đến xem,
không ai là không kinh hãi, cùng nhau bàn tán xôn xao. Bầy lương báo thù. Ở một vùng đất nọ tại tỉnh Quý Châu, có một ông họ Lục rất thích ăn thịt lương. Không có bữa cơm nào là không có thịt lương hầm nơi bàn ăn. Phải nói là thịt lương ngon hết biết. Hôm nào có bạn bè cùng ngồi ăn thì Lục mổ thường cao hứng bảo như thế. Năm tháng đưa dần con người đến cõi già. Thấm thoát mà Lục mổ đã 60 tuổi. Một hôm ông ra chợ định mua một mớ lương mập. Ông muốn mua lương phải không? Lương của tôi đều còn sống cả, lại rất mập mạp. Đó là lời mời khách của người bán lương. Lục mổ liền xắn tay áo, đưa tay mò vào trong chậu lương, có ý chọn những con lương vừa mập vừa lớn. Theo kinh nghiệm riêng của ông, thì chỉ cần rờ vào mình lương là có thể biết được con nào mập nhất. Bỗng nghe tiếng kêu kinh hãi, sắc mặt của Lục mổ xanh nhợt, giọng kêu bi thảm như trầu rống. Người bán lương quay đầu nhìn lại, chợt thấy những con lương trong chậu nhất loạt bắn mình lên, cắn chặt vào cánh tay của Lục mổ, tranh nhau rỉa thịt. Lúc ấy, những người trong chợ vây quanh y để xem. Trong số đó, có người tốt bụng vội chạy về nhà gọi con ông đến. Rồi họ đem ông về nhà, dùng dao bén chặt đứt các con lương. Nhưng lạ thay, thân chúng tuy bị chặt đứt, mà đầu chúng vẫn cắn chặt vào cánh tay Lục mổ, không một mảy may nào chịu nhả ra, nên không dễ gì rứt chúng ra được. Rốt cuộc, cánh tay của Lục mổ bị rỉa hết thịt, ông kêu vang một lát rồi từ trần. Giết rắn hại đến con. Ở vùng đất phía nam thành Giang Sơn, có một nông dân tính ưa sát sinh. Ông đã hơn 40 tuổi, mà bên mình chỉ có một mụn con. Vào một ngày trong tháng 5, năm Đồng Trị thứ 6, người nông dân ấy vác cày ra ruộng, bỗng thấy một con rắn lớn. Con rắn ấy thấy người nông dân, liền trừng mắt, le lưỡi, trông vừa có vẻ sợ hãi, vừa có vẻ muốn cầu cứu. Thế này thì nhất định phải giết thôi. Người nông dân ấy tự bảo thế, rồi trong chớp nhoáng, ông buông cày xuống, dùng cuốc chặt con rắn đứt làm hai đoạn, không một chút xót thương. Thế là con rắn kia trở thành một thây chết bất động. Anh ta tỏ ra cao hứng, ca hát vang trên đường trở về nhà. Năm ấy, đứa con cưng của y khoảng chừng 7-8 tuổi. Kể từ ngày y giết con rắn, đứa bé ban đêm thường mộng thấy một con rắn lớn đến cắn rất đau đớn. Rồi một buổi sáng sớm, sau khi kinh hoàng tỉnh dậy, nó phát nóng lạnh, lại bị giấc mộng vừa rồi hành hạ. Nó kêu la inh ỏi, con đau lắm, đau lắm. Người nông dân hoảng hốt, không biết vì sao, lòng đau như cắt. Chính lúc đang chuẩn bị mời thầy thuốc đến chữa trị, thì thấy đứa con cưng độc nhất, le lưỡi ra dài chừng hơn một tấc, tựa hồ như hình ảnh con rắn hôm trước, rất đáng sợ. Con ơi, con của ta ơi! Người nông dân đau đớn kêu la thất thanh, nhưng mà chỉ trong chốc lát thì đứa bé đáng thương ấy hồn lìa khỏi xác. Thời xưa, trong hàng Bà La Môn, có một người dâm phụ, đường lúc tuổi còn xuân xanh, sắc duyên đầm thắm mà trong lòng đã mang một khối tình rất lai láng. Mặc dù nàng đã có chồng nhưng thường tính lẳng lơ, vì thế hằng ngày mơ tưởng việc ngoại tình. Tuy cái ý tưởng của nàng muốn như vậy, nhưng ngặt trong nhà còn có mẹ chồng, cho nên nàng còn kiên nể và phải đè nén lòng dục vọng của mình. Một hôm, nàng bèn nghĩ ra một mưu kế rất hiểm độc. Bề ngoài thì nàng thường giả mượn điều hiếu thảo mà đối với mẹ chồng, nên hằng ngày thường lo sắm những thức ăn ngon vật lạ cho bà ăn uống, nhưng trong lòng chờ cơ hội để hại bà. Người chồng của nàng thấy vậy thì có ý mừng thầm mà nghĩ rằng, ngày nay mẹ ta đã tuổi cao rất yếu mà lại may mắn gặp được một người vợ hiền, hết lo bổn phận làm dâu mà chăm sóc cho mẹ ta được ăn no ngủ khỏe, trong khi đầu bạc da nhăn như vậy, thật là một điều hết sức vui mừng. Người dâm phụ biết chồng đã lầm kế của mình rồi, bèn thừa cơ nói với chồng rằng, thưa chàng, tuy thiếp đã hết lòng nuôi dưỡng mẹ như thế, nhưng sự ấy chẳng qua là điều ở thế gian mà thôi, nên sự hiếu dưỡng cũng chưa lấy gì đáng gọi là mỹ mãn cho lắm.
Vậy chàng cũng nên tìm một phương pháp chi khác đặng hóa sanh độ tử cho mẹ được siêu thoát linh hồn và được vãng sanh về cõi trời mà hưởng những hạnh phúc thần tiên, thì chúng ta mới trọn đạo làm con, chứ những vật chất ở đời này cũng chỉ là giả dối trong lúc còn sống mà thôi. Người chồng nghe vợ nói những lời tha thiết như thế, liền đáp rằng: Nếu chúng ta muốn cho mẹ được mau siêu thăng lên cõi trời, thì chỉ một pháp của đạo Bà La Môn là phải dùng hầm chất củi mà đốt mẹ, nhưng ta không nỡ làm như vậy. Người dâm phụ nghe chồng đáp, thì biết đã trúng kế của mình, nên nói thêm rằng: Phải lắm, trong đạo hạnh của mình đã có pháp giải thoát siêu thăng như vậy, thì chúng ta cũng nên thi hành liền, đặng cho mẹ được lên chốn thiên đường hưởng lộc trời, mà chúng ta cũng đền đáp được ơn sanh thành nữa. Nghe qua mấy lời của vợ, người chồng liền tin, chớ chẳng ngờ vợ xúi đốc làm như thế là có ý quyết hại mẹ mình, nên chàng ra ngoài đồng ruộng đào một cái hầm rất lớn mà lại thật sâu và chở củi đem chất dưới hầm rồi đốt lửa hừng lên đỏ lòm. Đoạn chàng lại lập một cái tiệc ở gần cái hầm rồi trở về nhà dẫn mẹ ra đó đứng làm chủ tiệc và mời cả thảy những bà con tân khách cùng các chúng Bà La Môn đến dự và uống rượu nghe đàn. Sau khi yến tiệc xong, các tân khách đều lui về nhà. Hai vợ chồng người dâm phụ bèn dẫn mẹ ra mé hầm xem, rồi thình lình xô mẹ xuống hầm. Người vợ tưởng rằng xác thịt của mẹ chồng đã tiêu ra tro rồi, còn người chồng lại tin rằng mẹ mình đã tiêu diêu tự tại nơi cõi trời, nên dắt nhau trở về nhà. Ngờ đâu trong hầm ấy lại có một khoảng trống không có lửa, khiến bà sa vào đó mà chẳng có điều gì hại đến tính mạng, nên bà có thể tìm đường chui ra được. Khi bà ra khỏi chốn nguy hiểm rồi, thì trời đã về khuya, bốn bề tĩnh mịch, bà lần mò theo đường cũ trở về nhà. Nhưng vì đường xa và trời lại tối đen, nên bà mới gắng leo lên một nhành cây to và rậm để ẩn thân. Trong khi bà ngồi trên cây, bỗng đâu có một lũ trộm vừa đến nghỉ tại gốc cây. Bà liền tằng hắng một tiếng lớn, bọn trộm kinh hoảng lật đật bỏ chạy tứ tán, để lại những thứ đồ chúng nó đã lấy của người. Đến khi trời vừa tảng sáng, bà liền leo xuống thì thấy những đồ châu báu và bạc tiền đầy dưới gốc, nên bà lựa những món quý giá như vàng bạc, ngọc ngà, xuyến bông tai rồi lần lượt đem về nhà. Còn dâm phụ thấy mẹ chồng trở về liền kinh hãi và tưởng rằng bà đã hiện hồn về nhà, nên nhắm mắt và lánh mặt cúi đầu chẳng dám chào hỏi. Còn chồng của nàng thì lại tưởng mẹ của mình đã được siêu sanh nơi cõi trời, nay về thăm mình, nên lật đật chắp tay lại mẹ mà nói rằng: Con nhờ vợ của con khuyên bảo dùng phương pháp hóa sanh độ tử, thoát kiếp siêu hồn, nên nay mẹ được lên cõi trời mà về thăm con thì con rất vui mừng. Bà mẹ nghe con nói như vậy mới biết con dâu mình đã muốn hại mình, nên bà nhân kế tựu kế. Nghĩa là bà dùng cái kế của người con dâu đã hại bà đó mà trở lại hại nó. Bà bèn nói lại rằng: Mẹ nhờ hai vợ chồng con làm phép siêu thăng cho mẹ, nên nay mẹ được giải thoát mà sanh về cõi trời, hưởng được nhiều điều phước báo. Hai vợ chồng con ăn ở như vậy mới được trọn phần hiếu thảo. Bà lại dây mặt qua người con dâu và đưa mấy món châu báu cầm nơi tay mà nói rằng: Những món ngọc bông tai vòng vàng xuyến này là vật của ông bà con cậy mẹ đem về cho con, nhưng vì mẹ chân yếu gối đùng, thân gầy sức mỏng nên sách đem về chẳng đặng nhiều. Vả lại mấy người ấy nhắn với mẹ bảo con cũng làm phép siêu thăng như con đã làm cho mẹ vậy, đặng con lên thiên đường mà lãnh lấy những đồ châu báu ấy còn rất nhiều. Người dâm phụ nghe mẹ chồng của mình nói như vậy tưởng là sự thật, nên vui mừng mà nói với chồng rằng: Ngày nay mẹ có duyên sa xuống hầm lửa mà được lên cõi trời hưởng được những vật lạ của báu, nhưng tiếc vì thân mẹ già yếu nên chẳng đem hết của cải về đây được. Vậy nếu chàng bằng lòng cho phép thiếp làm siêu thăng như mẹ vậy, thì chắc thiếp đem tất cả những đồ châu báu ấy về hết. Khi ấy chúng ta sẽ trở thành đại phú gia, mặc sức cùng nhau hưởng sự vui sướng. Người chồng nghe vợ tỏ ý như thế thì cũng vui vẻ bằng lòng, liền đào một cái hầm làm y theo cách đã thiêu mẹ mình ngày trước. Nhưng than ôi, khi hầm lửa vừa sắp đặt xong, con dâm phụ kia liền gieo mình xuống, của cải châu báu đâu chẳng thấy,
trái lại phải bị ngọn lửa thiêu đốt, nóng không thể tưởng tượng, và kết quả tội lỗi tiêu tan thành tro bụi. Thật là một quả báo rùng rợn, đáng làm gương cho những nàng dâu bất hiếu với mẹ chồng. Hại người sẽ bị người hại, oán người sẽ bị người oán, mắng người sẽ bị người mắng, đánh người sẽ bị người đánh. Câu chuyện Phật độ trâu nước hung dữ. Lúc ấy, Phật cùng với chư tỳ kheo đi giáo hóa, ngang qua nước Kiều Tát La, đến một vùng đầm lầy. Ở đó có một bầy 500 con trâu, trong đó có một con cực kỳ hung dữ, lại có 500 người chăn trâu. Khi thấy Phật từ xa đi lại, những người chăn trâu liền la lớn lên rằng: "Xin Đức Thế Tôn đừng qua lối này, trong bầy trâu ấy có một con cực kỳ hung dữ, lại thường hại mạng người không thể qua được." Phật bảo những người chăn trâu rằng: "Các ông chớ lo lắng, con trâu dữ ấy nếu muốn làm hại ta, ta có thể tự lo liệu được." Liền đó, trâu dữ từ xa phóng tới, đuôi cong lên trời, hai sừng cúi xuống nhằm ngay mình Phật mà lao đến. Khi ấy, Phật liền đưa 5 ngón tay ra, hóa hiện 5 con sư tử oai vệ hầu quanh Phật, lại bốn phía hiện ra những hầm lửa lớn, lửa cháy dậy trời. Con trâu dữ kinh hoàng khiếp sợ, quay vòng không còn biết đường nào chạy trốn nữa. Bỗng nó thấy ngay trước mặt Phật có một chỗ trống có thể đến tránh né được, vội chạy đến đó, liền thấy thân thể mát mẻ, yên ổn, không còn lo sợ. Trâu vui mừng quỳ xuống, thè lưỡi liếm trên bàn chân Phật, rồi lại ngẩng đầu lên mà nhìn Phật, trong lòng vui sướng không kể xiết. Phật biết trâu dữ đã được điều phục, liền đọc kệ cho trâu nghe rằng: "Tâm hung khởi ác ý, muốn đến đây hại ta, lòng thành mong đắc thắng, quay lại liếm chân ta." Khi con trâu dữ ấy nghe Phật đọc kệ rồi, trong lòng sinh ra xấu hổ, bỗng nhiên tâm địa trở nên sáng suốt, nghiệp chướng tiêu trừ. Chợt nhớ lại kiếp trước, khi làm thân người, đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Nhớ lại như vậy rồi, trong lòng buồn bã, hối hận và xấu hổ, liền bỏ ăn suốt mấy ngày liền. Trong nhịn đói mà chết, ác nghiệp đã dứt, nhờ phước lành gặp Phật nên được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Vừa sinh ra đã cao lớn như đứa trẻ 8 tuổi, trong tâm tự suy nghĩ rằng: "Không biết trước đây ta tạo được phước gì mà được sinh lên cõi trời này." Liền tự quán sát, nhớ lại tiền thân là con trâu hung dữ, được Phật hóa độ cho mà sinh lên cõi trời. Liền hiện xuống chỗ Phật, mang theo những hương hoa trân bảo từ cõi trời đến cúng dường Phật. Lễ bái cúng dường xong, liền ngồi sang một bên nghe Pháp. Phật thuyết Pháp Tứ Diệu Đế cho nghe, rồi tâm ý liền khai mở, đắc quả Tu Đà Hoàng, liền lễ Phật rồi quay về cõi trời. Sáng hôm sau, những người chăn trâu liền đến thưa hỏi Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, đêm qua có hào quang chiếu sáng ở chỗ Phật, chẳng hay đó là các vị Thích Phạm, Tứ Tiên Vương hay 28 bộ quỷ thần đến nghe Pháp?" Phật nói: "Chẳng phải Thích Phạm, Thiên Thần, Tứ Thiên Vương đến nghe Pháp, ấy là con trâu dữ hôm trước, được ta độ thoát, sinh lên cõi trời, nay đến cúng dường ta, do đó mà có ánh hào quang ấy." Bây giờ, những người chăn trâu nói với nhau rằng: "Đến như con trâu hung dữ ấy mà gặp Phật rồi, còn sinh lên cõi trời, huống như chúng ta đây, đã được làm người, mà lẽ nào không biết cố gắng tu thiện?" Nói như vậy rồi, liền cùng nhau sắm sửa các món ăn uống, lễ Phật, hương đèn, thỉnh Phật với chư tỳ kheo đến cúng dường. Lễ cúng dường xong, nghe Phật thuyết Pháp, tâm ý được khai mở, mỗi người đều có chỗ chứng đắc, liền cầu Phật xin được xuất gia nhập đạo. Phật liền nói với những người chăn trâu ấy rằng: "Lành thay đó tỳ kheo." Tức thì, râu tóc đều tự nhiên rụng sạch, áo cà sa hiện ra nơi thân, thành những vị sa môn, oai nghi đầy đủ. Sau đó chuyên cần tu tập, nên chẳng bao lâu đều được đắc quả A-la-hán, có đủ ba trí sáng, 6 phép thần thông, 8 môn giải thoát. Trong cõi trời người, thấy đều kính ngưỡng. Khi ấy, chư tỳ kheo thấy việc như vậy, liền thưa hỏi Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, con trâu và 500 người chăn trâu ấy đã tạo nghiệp lành dữ như thế nào mà nay thọ được những quả báo sai khác nhau như vậy?" Phật bảo chư tỳ kheo: "Các ông muốn hiểu nhân duyên tác nghiệp của con trâu và những người chăn trâu ấy, hãy nghe bài kệ này.
đã tạo nghiệp thiện ác, trăm kiếp đều chẳng mất, đều do nghiệp nhân duyên nên chịu quả như thế. Chư tỳ kheo lại thưa hỏi rằng, chẳng biết nhân duyên đời quá khứ như thế nào, xin Như Lai từ bi giảng giải cho biết. Phật bảo chư tỳ kheo, các ông hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Vào giữa hiền kiếp này, xứ Ba La Nại có vị Phật ra đời hiệu là Ca Diếp. Trong chúng hội của Ngài có một vị tỳ kheo tinh thông cả kinh luật và luận. Vị tỳ kheo này cùng với 500 người đệ tử đi hành hóa phương xa. Trong lúc luận đàm nói pháp, có những đệ tử cật vấn tỳ kheo mấy chỗ không nói được. Vị ấy liền sinh tâm sân nhuế, dùng lời thô ác mà mắng rằng, các ông chẳng có chút hiểu biết gì, lại theo mà vấn nạn ta. Có khác nào con trâu dữ chỉ biết gặp người là hút? Bây giờ, 500 vị đệ tử ấy nghe lời đều giận dữ, không thèm cãi lại. Nhận là đúng vậy không sai. Nói rồi, liền bỏ thầy tỳ kheo ấy mà đi, chẳng theo học nữa. Do nhân duyên ấy, đã 500 kiếp rồi, đều phải sinh làm thân trâu dữ, lại do nghiệp lực mà luôn cùng sinh ra một nơi với những người chăn trâu kia. Cho đến ngày nay, gặp ta mới được độ thoát. Phật bảo chư tỳ kheo, các vị tỳ kheo ác khẩu ngày ấy chính là con trâu hung dữ nhất trong bầy. 500 đệ tử này là 500 người chăn trâu đó. Phật thuyết nhân duyên nghiệp báo của con trâu dữ và những người chăn trâu, rồi chư tỳ kheo trong chúng hội đều tự biết phòng hộ ba nghiệp thân, miệng và ý, lánh sợ đường sinh tử. Có người đắc quả Tu Đà Hoàng, có người đắc quả Tư Đà Hàm, có người đắc quả A Na Hàm, có người đắc quả A La Hán, lại có nhiều người phát tâm cầu quả Phật Bích Chi, cũng có người phát tâm cầu quả Vô Thượng Bồ Đề. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thầy đều vui mừng tin nhận. Một người con đã vong ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã vong ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế, thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh di tiên. Nghĩa là ngàn muôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp. Ngược lại, bất hiếu với mẹ cha thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy, tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy, bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng, đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chớ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với mẹ cha, thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cân xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thi đã nói, cụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiếu thiên dõng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng, nuôi con cực khổ ẩm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt, mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại,
một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo xơ xác đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên câu ca. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy, thưa quý vị, công ơn sanh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sanh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình. Ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê gánh mướn, đổ mồ hôi nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn khuôn sân trái bếp, nhìn con gà con chó, cây ổi cây xoài, và nhìn bầy con của mẹ. Do đó, con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc lo toan đối phó đã làm mệt mỏi gân cốt và trí óc của cha. Về đến nhà, cha cần tìm sự an ổn nghỉ ngơi, nên nhiều khi mang cả cái bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội theo về. Lúc đó, con phải len lén bỏ ra nhà sau, im lặng, càng xa càng tốt, và gần như muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, và ngày càng thêm xa cách. Bởi sao? Vì cạnh mẹ con thấy êm đềm quá. Ai làm ra tiền không cần biết, con chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏa thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới, thảy thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong truyện cổ tích Tấm Cán. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi. Bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát. Nhưng chúng ta nào biết, hai tay bưng bát cơm đầy, tưởng công cực khổ cha này làm nên. Anh chị có biết không, cha thương con lắm, nhưng cuộc sống phân công mỗi người một việc. Mẹ như cọng mảnh nhánh thấp cành gần để trái non xúm xích bao quanh, cha như thân cây vững chắc bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân chĩa những cành lớn đâm ngang, thân dương những nhánh cao phủ trên đầu che mưa che nắng. Cha lúc nào cũng cân nhắc từng lời nói, chỉ nói những khi cần. Con lấn mẹ thì cha phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành, từ 13, 14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, tránh cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng anh chị đừng vội quên cái thời lên năm lên bảy mà kéo trở thành người bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha cổng chạy nhông nhông ngoài đường, bắt cha phải dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ qua lại, và bắt cha phải nằm bên cạnh quạt cho mới ngủ. Các em hãy nhìn xa thêm chút nữa, sẽ thấy được sự sâu lắng của tình cha. Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, rồi cha đỡ đần mẹ sau khi sanh nở. Cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tã lót cho con lúc cha mẹ cùng nghèo. Đến khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn, thành kính cầu xin mụ bà và tham lam cầu khắp cả thần phù hộ cho con mau ăn, chóng lớn
và trang trọng đặt cho con cái tên để lại cho đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu, cho dù mang tiếng tín, cha cũng sẵn sàng vui nhận. Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ mà cha đã vội vàng ru, ru kiểu nửa ngâm nửa hát, vụng về hết sức mà vẫn cứ ru. Nghe qua mấy câu ru nhảm nhí thì biết ngay trạng thái tâm hồn của cha lúc đó đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc. Ngày xưa, dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường. 20 tuổi đậu tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một vị quan. Chỉ có người cha quê mùa mới thông dong cõng con 4-5 tuổi đi nghiêu ngao khắp xóm để bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa giữa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy. Rốt cuộc tình cảm cha con ngày trở nên lợt lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai trò cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng. Chớ mẹ thì không. Nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra, khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là như thế rõ, khi còn nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay của mẹ. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy, bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ, nếu may mắn mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu săn sóc con nhỏ của họ, quý vị hãy lắm lòng mà suy nghĩ kỹ sẽ thấy. Công cha bao năm, tình thâm lai láng và cao dồi dội như núi. Hình ảnh ngọn núi uy nghi nhưng xa cách gợi cho ta một sự tôn sùng. Do vậy, người xưa có khuyên rằng: đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Trong chúng ta, ai cũng thuộc và đọc lầu lào câu ca dao công cha như núi Thái Sơn, nhưng vẫn thản nhiên như đọc khẩu hiệu, chớ có ai cảm nhận được thâm tình phụ tử đâu. Thưa các anh chị, tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, theo dâu, theo rể, nhưng cha thì không. Cha ít cam khuất phục rể dâu, chịu sống hắt hiu thiếu thốn, cố tránh cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng cố ý của rể. Tuổi càng cao, khổ càng chồng chất, dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi, con kiến ăn hiếp, cứ cắn cứ chích. Cha nghe đâu đập đó, chứ mắt mờ đâu còn thấy rõ. Nhìn lên bầu trời đâu còn thấy chòm sao bắt đầu, mà mới ngày nào lững thững dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con nay đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, giao thiệp với bạn bè, việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra hững hờ lơi là. Nếu có ai nhắc nhở thì lý lẽ: được vậy còn đồ gì nữa? Trời ơi, thì giờ đâu? Phải, thì giờ đâu? Người xưa hay nhắc phận con kiếp lo báo hiếu, bởi đến lúc con muốn nuôi cha mẹ thì than ôi, cha mẹ có còn đâu. Lúc cha vào giai đoạn già yếu, bề ngoài ngó dẫu phương cương, nhưng nội tạng thường đang rệu rã. Dễ hiểu thôi, một đồ vật dùng đã 50-60 năm rồi thì dù có lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe cái nhói nơi kia, đôi khi bỗng mệt vô cớ.
nhưng cha thường im lặng. Những câu nói êm ái dành cho con khi còn nhỏ bây giờ không cần thiết nữa, vì có thể quấy rầy con cháu mà đành âm thầm nghĩ đến câu vạn vật vô thường. Do đó, cha sống bên cạnh con cháu, nhưng có khác nào cây khô đứng trơ trọi giữa đồng. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha đã qua đời. Vì còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lấm bùn. Cha biết trước tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mỗi bức thư gửi cho con, cha đều kết thúc với sự bằng lòng rằng: con đã thành đạt thì cha mãn nguyện, cha vui rồi. Ôi, lòng vị tha, lòng hy sinh của cha kéo dài mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng kêu mang. Đúng vậy, thưa tất cả quý anh chị, đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như núi cao bể rộng, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, và nhất là trọn đời không được tự cho phép mình quên lãng. Khi còn là một thai nhi, với thời gian 9 tháng 10 ngày sống trong cảnh tối tăm nơi bụng mẹ, mỗi ngày phải lấy giọt máu nơi giao điểm ngũ tạng của mẹ làm chất dinh dưỡng để chờ ngày mở mắt chào đời. Còn thân thể của mẹ thì nặng nề cực nhọc biết dường nào. Mỗi khi đi đứng ngồi nằm, nhất cử nhất động, mẹ đều khổ nhọc và luôn chú ý đến đứa con đang nằm trong bụng. Nếu có nhân duyên gieo trồng công đức bố thí ở tiền kiếp, thì mẹ được sanh vào nhà khá giả, nên trong lúc mang thai được an dưỡng chu toàn. Ngược lại, do thiếu phước duyên, nên mẹ chúng ta lâm vào cảnh nghèo nàn túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên phải làm lụng vất vả nhọc nhằn. Vậy mà không may gặp cha mẹ chồng thiếu lương tâm, thì từ khi mẹ bước chân về nhà chồng là phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi hổ của kiếp làm dâu. Có thể chén cơm mẹ đang bưng cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải cam đành nuốt lệ để nuôi con. Tuy nhiên, dù khá giả hay nghèo nàn, hễ có mang con trong bụng thì các bà mẹ đều có sự thống khổ như nhau. Suốt 9 tháng trường cứ mang nặng nhọc, biếng ăn, mất ngủ. Vậy mà đến ngày rằm hay 30, có những bà mẹ thường đến chùa đốt hương khấn nguyện Phật trời phù hộ cho mình sanh nở được mẹ tròn con vuông. Thế rồi ngày qua tháng lại, giờ sinh đã đến, một cơn đau dạ kinh hoàng. Mẹ đau đớn vô ngần như muôn ngàn lưỡi dao cắt xén vào thân, và nỗi lòng sợ hãi bắt đầu hiện đến với mẹ. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn thì đỡ cho mẹ biết bao. Đằng này bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Trong giờ phút thập tử nhất sinh này, sinh mạng của mẹ như ngọn đèn leo lét trước gió. Có thể nói, mỗi lần sanh con là mỗi lần tử thần rình chờ bên cửa. Nếu chẳng may thì mẹ chỉ kịp được nghe tiếng con thơ khóc chào đời trong tinh thần bấn loạn, để rồi mẹ vào giấc ngủ ngàn thu, nằm yên bất động dưới nấm mồ quang lạnh, mà vĩnh viễn không còn trông thấy mặt cô dù chỉ một lần thôi. Khi mẹ đã vĩnh biệt chương trần, cũng có nghĩa là mang cả mạch sống về phương trời thiên cổ, bỏ con đói khát bên cạnh người cha đau khổ trong cảnh gà trống nuôi con. Đêm đêm, với nỗi lòng trống vắng bên con thơ, lòng cha rối như tơ vò. Tai nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ,
nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con chết rồi. Đó là những đêm vắng có cha bên cạnh. Đến sáng ra, cha lại lo làm lụng vất vả để con thơ nhỏ dại ở nhà cho anh chị nó trông. Nhưng những khi nó đói cơm hay khát sữa, biết làm sao hơn được, vì cũng lớn hơn nó chỉ có vài tuổi thôi, dỗ dành mãi không được, đành chạy vào xóm mà xin tình thương của bà con. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn. Sau khi sanh nở được vẹn toàn rồi, mẹ chúng ta vui mừng khôn xiết. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở ngay bên cạnh và đem hết chất liệu bổ dưỡng nhất của mình để nuôi con thơ trong thời gian bú mớm. Con lỡ dại tiểu tiện trên mình, mẹ vẫn mỉm cười không chút hờn giận. Chính đôi tay gầy của mẹ giặt giũ khăn tả và tắm rửa cho con từng ngày, mà nào có một lần quản công khó nhọc. Cảnh nghèo nàn, mẹ phải chịu đói khát để nhịn cơm cho con. Mẹ cam lòng nằm bên ướt để nhường phần bên ráo cho con mỗi khi gió mưa trở trời. Mỗi mỗi điều gì con mà mẹ quên cả tấm thân khô gầy như san hô còn lại của mẹ. Ôi, nặng thay chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Vì con mẹ đã quên mình, dưỡng nuôi con trẻ bình sinh không nại. Rồi ngày tháng còn nằm nôi, mẹ âu yếm đứa con thơ, triều mới nâng niu cái hình người bé bỏng nhưng sinh động do chính mẹ tạo thành. Dù có tật nguyền hay xấu xí, nhưng đối với mẹ, con vẫn đẹp tuyệt vời bên những lời ru. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày tức đủ dừa năm. Vì sao mẹ ru con ngủ êm ái, còn mẹ thì thức suốt cả năm canh? Vâng, mẹ thức đủ cả năm canh là vì nhìn con bé bỏng mà lòng mẹ xao xuyến lo âu. Mẹ vừa trải qua một cơn biến động về thể xác, những cơn đau dữ dội làm mẹ quằn quại khi con ra đời. Bây giờ mọi sự đã lắng dịu và mẹ đã tròn, con đã vuông. Nhưng nhìn con thơ xinh xắn nằm ngủ êm ái, vô tư, mẹ vừa mừng lại vừa lo. Sợ con phải ướt mà khóc ré lên, vì tiếng con khóc như xé lòng mẹ, cho nên mẹ phải thức canh chừng để chờ bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Này các chị, mỗi khi con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mẹ lo nghĩ, mẹ sợ hãi là vì nhìn con thơ mà mẹ nghĩ đến thân phận con người của con sẽ trải qua trong những năm tháng của tương lai đang tới dần. Mẹ lo nghĩ về sức khỏe, về cuộc sống của con. Sự sống thực tiễn trước mắt lẫn lộn với những lo âu suy tính ấy đã làm cho mẹ thức từ canh này sang canh khác, và cuối cùng là mẹ đã thức suốt đêm. Nhưng đâu phải có vài hôm như thế, mà trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Không một ai có thể tính được khó nhọc trong việc nuôi con từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Bồng con yêu quý suốt tháng trọn năm mà có lúc nào chúng ta nghe mẹ than vãn cực nhọc. Rồi ngày qua tháng lại, con thơ tuổi được 3 lên 5 thì đời mẹ lại càng vất vả hơn. Này các anh chị, các em có biết không, mẹ chúng ta đâu được nhàn hạ như các bà mẹ giàu sang khác, mà mẹ phải thức khuya dậy sớm, buôn tạo bán tần, kiếm từng đồng lời nhỏ nhặt để đổi lấy chén cơm cho con no bụng. Mẹ chúng ta đâu rảnh rỗi mà tô son dồi phấn như những bà mẹ quý phái nơi đô hội phồn hoa, mà mẹ phải giải nắng dầm mưa,
mua gánh bán bưng để đổi lấy những chiếc áo tốt cho con ấm lòng. Còn mẹ thì không cần. Chiếc áo bà ba bao năm bám chặt trên người mẹ, âm thầm sẽ chia những giông tố của cuộc đời đam lũ. Nay đã sờn vai rách túi mà mẹ chưa một lần nghĩ đến sắm sửa, chỉ vì sợ con thua chúng kém bạn mà tủi thân tội nghiệp. Ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con còn có mẹ dẫn qua những chiếc cầu dáng gập ghềnh, còn mẹ thì có bao nhiêu khó khăn suốt quãng đời làm mẹ, mẹ cũng phải cố gắng vượt qua, đem thân gầy yếu ra chống chọi với bao thế lực đen tối mà cuộc đời ngang trái đã tạo ra. Vì sự sống, vì tình yêu và hạnh phúc của con, mẹ không ngần ngại khi đối diện với mọi cạm bẫy của cuộc đời đầy tham chấp dối lừa. Chuyện kể rằng, có một bà mẹ nghèo làm lụng vất vả ngoài đồng suốt tháng trọn năm vẫn không đủ ăn. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra trên cánh đồng khô cằn cũng chỉ tạm đủ cho hai mẹ con coi cút sống đắp đổi qua ngày trong một mái liều tranh trống trước hụt sao. Tài sản của hai mẹ con có gì? Chỉ một cái bàn dẹo chân để thờ người chồng bạc mệnh đã quá cố và một chiếc giường tre gãy vạc. Ngoài ra không có gì đáng giá mà mẹ con phải cam chịu giữa đất khách quê người. Một ngày kia, người mẹ đang cầm cuội làm cỏ ngoài đồng, cố gắng làm cho xong để ngày mai lãnh làm thuê chỗ khác. Mãi miết làm mà trời tối lúc nào cũng không hay. Chợt nhớ ra đứa con nhỏ ở nhà chưa có cơm ăn, người mẹ giục đứng dậy bươn bả đi về. Chẳng may người mẹ bị rắn độc cắn. Sống trong cảnh tứ cố vô thân, không chòm xóm láng giềng, lại không có lấy một xu dính túi, thì biết chạy chữa thuốc thang như thế nào? Trời đã sẩm tối, biết mình không thể sống nổi. Người mẹ vội vã chạy về, vừa chạy vừa gọi con, tiếng gọi con ơi của người mẹ vang động cả cánh đồng. Về đến nhà, người mẹ hối hả đổ lúa vào cối xay, hấp tấp xay cho thật mau mà miệng vẫn không ngớt gọi con. Và tâm tư của người mẹ lúc này chỉ thuần túy một nguyện vọng duy nhất là mong xay được thật nhiều gạo để lại cho con ăn sau khi mình chết. Không ngờ điều huyền diệu đã xảy ra. Do dốc hết sức để xay gạo nên các bắp thịt mỏi đến rã rời, nhờ vậy mà chất độc thoát ra theo mồ hôi và hơi thở dồn dập của người mẹ. Và cuối cùng, người mẹ thoát khỏi bàn tay hung bạo của tử thần. Quý anh chị có thấy không? Trên cõi đời này, không ai yêu thương ta bằng mẹ. Dù trong những giờ phút cuối cùng, mẹ vẫn hướng về con, thương con, cho đến khi con tim ngừng đập. Thật là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chỉ không lưu ý đó thôi, chớ hình ảnh mẹ con diễn ra quanh ta đầy dẫy, thiên hình vạn trạng kể sao cho xiết. Mẹ ấm con đi chợ, mẹ dắt con tới trường. Trên sân, gà mẹ dẫn đàn gà con bới rác, thể được mồi liền lập tức gọi con. Trên đồng cỏ, trâu mẹ đứng yên cho trâu con sụt mõm vào vú, mắt nhìn hiền từ, thỉnh thoảng âu yếm liếm vai liếm lưng cho con. Còn con cò lượm thượm vụng về, cái cổ dài ngoẳng, cặp chân cao liêu khiêu, vậy mà từ lưng trời khéo xếp đôi cánh đáp xuống nhẹ nhàng cạnh bầy con, dùng cái mỏ nhọn quắc để xuống mồi để lông cho con. Ôi tình mẹ con quả là thứ tình cảm thiêng liêng khó tả. Bất luận là người mẹ nào, khi đã bắt đầu làm bổn phận và nhất là khi đứa con đã lọt lòng, con có xấu xí đến mấy mẹ cũng thương, mẹ càng thương hơn như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con. Như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ, vì con chính là bản thân của mẹ. Tình thương không cho phép mẹ phải hững hờ sao lãng,
Và cũng nhờ chính thứ tình thương ấy mà xóa tan mọi trở ngại khổ đau suốt cả cuộc đời bất hạnh của mẹ. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. Từ xưa đến nay, không một ai có thể tính được công mẹ, và cũng không một ai đo lường được lòng mẹ thương con, nên chỉ có thể nói nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn thì chảy mãi bất tận, dẫu biết rằng một ngày nào đó sẽ đổ vào đại dương mênh mông, nhưng vẫn cứ chảy xuôi, vì đó là bản chất của nước. Có những đứa con quá nghịch nên mẹ mới đánh. Phải, mẹ đánh con đó, nhưng mẹ lại thương con nhiều hơn. Biết bao bà mẹ đánh con xong lại phải trào nước mắt vì quá thương con. Mẹ nào không quẳng trôi và ôm con vào lòng dỗ dành khi nghe con trẻ mếu máo nói: "Má ơi, đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ." Ai đã từng làm mẹ thì sẽ biết được tâm tư của các bà mẹ khi nghe con khờ thốt ra câu này, hoặc là: "Má ơi, đừng đánh con hoài, để con kho cá bằm xoài má ăn." Nghe bao nhiêu đó cũng đủ no lòng mẹ rồi. Và chắc chắn một điều là mẹ không cần ăn đâu, cho dù đó là món cá kho dân dã trộn với xoài bằm đơn sơ thấm đượm nghĩa tình. Vì quá cơ cực trong kiếp sống bần hàn, nên lắm khi mẹ bực bội, mẹ ưu phiền mà phải răn dạy con. Chớ mẹ nào có muốn con đi bắt ốc, đi hái rau, đi kho cá, đi bầm xoài cho mẹ nhờ đâu. Mẹ thương, mẹ khóc. Thương là thương con thơ hiếu thảo, với đầu óc non nớt và sự hiểu biết nông cạn. Con trẻ tưởng làm vậy là mẹ vui mà không đánh đòn nữa. Nhưng con khờ dại đâu biết được lòng mẹ ngổn ngang như trăm mối tơ dò trước cảnh thiếu trước hụt sau. Chính vì thế mà mẹ tủi phận, mẹ buồn, mẹ khóc cho cảnh đời ngang trái. Mẹ là nước trong nguồn chảy ra mà. Mẹ trong suốt, mẹ dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ thương con với tình thương của chất nước đối với vạn loại. Tuy cũng có khi nước đang chảy thao thao, nhưng nếu gặp trở ngại thì nước cũng gầm lên tung bọt và xoáy dữ tợn. Nhưng đó không phải là thể tính của nước. Thể tính của nước là nhuần mát, mềm dịu, trong sáng và là nguồn sống của muôn loài. Bởi vậy, tự bản chất đánh con của mẹ không bao giờ giận dữ thắng lướt tình thương. Thuở xưa có một hiền giả tên Hàn Bá Du. Một hôm ông phạm lỗi nên bị mẹ đánh. Ông khóc tức tưởi nhiều hơn mọi lần. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: "Lần này mẹ đánh con ít, sao con lại khóc nhiều?" Ông quỳ thưa: "Những lần trước mẹ đánh con nhiều, ngọn roi mạnh, con khóc vì đau. Lần này mẹ đánh ít, ngọn roi nhẹ, con thấy ít đau. Nhưng con biết sức mẹ đã yếu, mẹ đã già, nghĩ vậy mà con khóc." Giữa trần thế này đã có được bao nhiêu người con như Hàn Bá Du? Chắc hẳn là ít lắm. Mẹ chúng ta tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ chúng ta đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ dại, lòng mong con mình có một ngày mai. Mẹ chúng ta nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, cầu mong con mình sớm thành người dân. Dù con có trưởng thành, mẹ vẫn không nỡ sống xa con. Nếu con đi vắng, cha phiền mẹ lo mà. Hoàn cảnh có cơ hàn đến mấy, con đông bao nhiêu, mẹ cũng không bao giờ chịu rời xa. Đạm bạc cháo rau, mẹ vẫn không đành chia cắt. Những hôm con có duyên sự đi xa, hoặc phải ở lại ban đêm, thì mẹ cha trông đứng trông ngồi, không thể nào an tâm được. Vậy mà thời chiến tranh loạn lạc, mẹ phải cắt ruột mà tiễn con trai lên đường tòng chinh nhập ngũ, bỏ lại sau lưng một mái tranh nghèo có người mẹ già đứng đợi con về, mà dấn thân vào đường tên mũi đạn, tắm mình trong khói lửa điêu linh. Có khi phải ngã gục trên bãi chiến trường,
để lại mẹ già đang khắc khoải ngóng chờ con. Mỗi lần nghe súng nổ thì mẹ niệm Phật không ngớt để cầu nguyện cho con mẹ được yên lành mà chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Chứ mẹ nào có hay con mẹ đã yên giấc ngàn thu với lòng đất lạnh. Còn con gái đến tuổi trưởng thành sắp có đôi có bạn, mẹ cha phải lo định hôn nhân cho kịp lúc xuân thời và ước nguyện cho con yên bề gia thất. Nhưng nỗi cảm động nhất là khi bước chân ra đi theo chồng. Trong giây phút chạnh lòng, đột nhiên người con gái thấy mình không thể trọn chữ hiếu với cha mẹ như lòng mình muốn được, nên mãi bệnh rịnh bên mẹ, đôi dòng lệ cứ tuôn trào theo khóe mắt. Mẹ cũng ứa nước mắt nhưng cố gượng gạo khuyên con: gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc, nín đi không. Nín đi mặc áo ra chào họ, rõ quý con tôi các chị trong. Nhưng ai nào biết, trong lòng mẹ đau như dao cắt từng đoạn ruột khi phải xa con, để rồi khóc nhớ thương con trong đêm vắng. Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi. Con là tất cả. Khi có con, mẹ bình tâm dạch vú cho bú, áo sống xốc xếp, quần săn quá đùi mẹ cũng không còn thấy ngượng. Có con là như đủ rồi. Niềm vui lớn nhất của đời mẹ là sinh được con. Nếu gặp được trường hợp đớn đau phải hy sinh đời mình để cho con sống, thì hầu như mọi người mẹ đều nuốt nước mắt đón nhận cái chết về mình mà không hề lưỡng lự. Mẹ đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân cho con của mẹ được an vui đến trưởng thành. Và cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới không còn lo cho con nữa. Thật đúng, mẹ già đà 100 tuổi, còn thương con 80. Ái ân có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Thì lẽ ra, những ngày còn lại trong tuổi già xế bóng, mẹ già ở cấp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Nhưng không, chúng ta lớn lên từ xứ sở khô cằn, năm tháng ra đi không ngoái đầu nhìn lại, quên dáng mẹ gầy héo hắt giữa hoàng hôn. Con háo hức vào đời giữa hoa thơm cỏ lạ, quên gốc vườn xưa mẹ mòn tay quét lá, tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt, mẹ ngồi khàn giọng à ơi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng đi xa lời ru của mẹ. Mẹ còn đó mà như là dĩ vãng, mẹ sống ở đời như chuyện cũ dân gian. Con mãi miết theo bao điều mới lạ, quên tóc mẹ già bạc trắng vì con. Những trái bắp củ khoai ngày xưa đi học, cầu dáng gập ghềnh mẹ dắt con đi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng ngỡ mình sống không cần mẹ. Mẹ còn đó mà như là thừa thải, mẹ âm thầm như chiếc bóng sau lưng. Những đứa con ngày một lớn lên, càng xa xa mẹ. Hỡi những người con từng làm bao việc ở đời, đã làm nổi chưa, làm nổi chưa đứa con của mẹ. Nhưng mẹ nào trách hờn, dù đôi vai gầy của mẹ chồng chất biết bao gánh nặng muộn phiền khổ lụy, và trái tim của mẹ cũng đã bao lần héo hắt vì đàn con. Vậy mà giờ đây bên mẹ còn có ai, còn chăng? Lều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên. Mẹ tự hiên dõi mắt nhìn về một phương trời xa mờ du định, nơi đó có những đứa con của mẹ đã quên cha, quên mẹ tình thâm, quên xứ, quên sở lâu năm không về. Mẹ kính yêu, bởi con của mẹ chẳng kính mến quên ơn trái đất, không xót thương dưỡng dục cù lao. Mẹ ơi, chúng con, những đứa con quan dại từ nay đã hiểu, nếu con đi khắp quả đất tròn, người mong con vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé,
cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ. Trong Nhị Thập Tý Hiếu có ghi lại hình ảnh Dương Thôi ôm mộ mẹ. Bình sinh mẹ Dương Thôi rất sợ tiếng sấm sét. Đang làm ngoài đồng, hễ trời nổi cơn giông là Dương Thôi lật đật chạy về nhà ôm mẹ cho mẹ bớt sợ. Khi mẹ chết rồi, mỗi lần mưa giông sấm sét là Dương Thôi vội vàng chạy ra ôm mộ mẹ mà nói rằng: "Mẹ ơi, có con đây, mẹ đừng sợ." Hành động của Dương Thôi hết sức chân chất mộc mạc, nhưng lại toát lên nét thánh thiện của tâm hồn và tỏa ngát hương thơm của lòng hiếu thảo. Giờ đây, ngồi buồn nhớ mẹ nắm bàn tay, thấm thoát năm xưa khoảnh khắc này. Đường chỉ tay con da thịt mẹ, dù cho đi nữa mẹ còn đây. Trong tất cả chúng ta, ai đã diễm phúc còn cha còn mẹ, thì các anh, các chị, các em hãy vui sướng lên đi để đón nhận một bông hồng đỏ cài lên áo. Vì mẹ là niềm vui lớn nhất và duy nhất của đời con. Cánh hoa màu đỏ thắm là sức sống màu nhiệm đã soi sáng và nuôi dưỡng đời con. Này anh ơi, chị ơi, em ơi, hãy ôm mẹ vào lòng mà tận hưởng những hương vị ngọt ngào đã và đang còn động lại trong kiếp người của chúng ta. Để rồi sau này, cuộc sống vô thường có cướp đi người mẹ hiền yêu dấu, thì chúng ta không hối tiếc vì chưa được hưởng trọn tình thương của mẹ. Mẹ chưa sống đủ 100 năm, nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy mà có những người con vì vô tình hay cố ý mà trong cuộc sống hiện tại của mình lại trở thành những đứa con bất hiếu, mù lòa không nhìn thấy được ân đức cao như núi cao dòi dội của cha, khờ dại không cảm nhận được tình thương rộng như biển rộng bao la của mẹ, mà chỉ thấy trước mắt những nấc thang danh vọng, chỉ biết chạy theo những thú vui của trần thế, mãi đắm mình trong thung lũng ái dục với những thứ tình cảm tương giao trong xã hội, và suốt đời chỉ biết mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Những đứa con bất hiếu ấy đã bao lần làm khổ cha khổ mẹ. Có khi chỉ biết âu yếm với chồng, nồng nàn với vợ, ngọt ngào với con cái hay hỉ hả với bạn bè. Nhưng than ôi, lại đắng cay lạnh lùng với mẹ, lại hằn học hắt hủi cha. Nhưng cha mẹ nào có một lời than gì? Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Ngược lại, con đau ốm tức thì lo chạy, dù tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nhưng chúng ta nào đâu biết được, bao nhiêu sự nhục vinh, khổ vui thành bại của con cũng là của mẹ. Tất cả mẹ đều cam lòng kề vai gánh vác. Ngay cả sự trầm luân hay giải thoát của con, mẹ cũng sẵn sàng tham dự. Nhưng làm sao được, mẹ chưa hề dám nghĩ đến niết bàn, một cảnh giới an lạc cho mình, mà mẹ chui lòng nhẫn chịu bao lao luân cay đắng để những đứa con bất hiếu của mẹ được thành tựu sự nghiệp. Nhưng cây khô đâu dễ mọc chồi, mẹ già đâu dễ sống đời với con. Do đó mà chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ nay quá trắng. Hỡi những người con bất hạnh không còn mẹ, hãy cùng tôi ngậm ngùi đau xót cho vết thương trần thế. Biết nói gì đây khi lận nhìn trên ngực áo một cánh hoa màu trắng? Có phải chăng cài nụ hoa màu trắng bạc này có nghĩa là chúng ta tự cài cho mình một chiếc khăn tang khi tưởng niệm về mẹ? Mới ngày nào đây chúng ta còn quây quần bên chân mẹ, còn nũng nịu ôm gối mẹ. Thế mà mùa du lan năm nay, chúng ta không còn có mẹ để thương,
không còn có mẹ để nhớ, mà phải mãi mãi cúi đầu gạt lệ, để run run tay nhặt lấy cánh hoa màu trắng mà nghe tan nát cả lòng. Ôi, trắng như tóc mẹ và trắng như đời mẹ. Có những thâu căng khi hồi tưởng về mẹ, chợt thấy mẹ hiện về, lòng chúng con như được sưởi ấm và an ủi trong phút giây ngắn ngủi, muốn choàng tay ôm lấy mẹ. Nhưng mẹ đã ra đi, đi xa, xa thẳm. Suốt cuộc đời mẹ là sống để cho con, sống vì con, không dành một ân huệ nào cho riêng mẹ. Vì ai mà mẹ thân gầy chân yếu, vì ai mà mẹ tóc bạc lưng còm, và vì ai mà mẹ nằm im dưới lòng đất lạnh, chúng ta hẳn đã rõ. Nhưng đến lúc trưởng thành, muốn báo đáp thâm ân của mẹ, thì hỡi ơi, thân xác mẹ đã vùi sâu trong đất cát vô tình. Mẹ ơi, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời đầy ngang trái, rời xa bao muộn phiền của kiếp người bạc phúc, và thật sự rời xa những đứa con dại khờ đã từng làm khổ mẹ, mà lặng lẽ trở về với phương trời thiên cổ rồi. Mẹ ơi, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao muôn một trả chưa xong. Ngày xưa thầy Tứ Lộ cũng lâm vào cảnh này nên mới than rằng: mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ có còn đâu. Vậy những ai hạnh phúc nhất trên đời khi còn sự hiện hữu của mẹ, hãy ôm lấy gối mẹ, nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ và nói những lời yêu thương quý kính nhất trong lúc mẹ còn có thể nghe thấy được. Vì có thể ngày mai này nữa thôi, dành khăn trắng sẽ âm thầm cùng chúng ta tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu. Này các anh ơi, chị ơi và em ơi, đừng chần chờ và nói lời ước hẹn với mẹ, dù chỉ một lần thôi. Mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất và là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thử nhớ lại thuở mình còn nhỏ, lúc mặt mũi chưa được trơn láng như hiện giờ, chúng ta tiêu tiểu ngay trên mình mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên vui cười và chưa một lần biểu hiện sự gớm nhờm. Hãy cầm lấy tay mẹ, nhìn mặt mẹ, theo dõi từng bước đi dáng ngồi của mẹ. Vì cũng có ngày, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta sẽ chỉ còn thấy được mẹ trong trí nhớ mà thôi. Bởi dép dưới giường lên giường dội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Phàm ở đời, hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Hết thảy chúng ta ai ai cũng đều có chung một nguyện vọng thiêng liêng và chân chánh: mình và người thân luôn sống đời hạnh phúc, không ẩn mình trong bóng tối khổ đau. Vậy thời, không có lý do nào chúng ta lại gieo thêm khổ đau cho cha mẹ, bởi cha mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chúng ta rồi. Hãy sống sao cho xứng đáng là đứa con đã mang nặng ân tình của hai đấng sanh thành. Hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.